Con đã quy y Tam Bảo rồi, con đi tu ở nơi chùa khác, con lại có pháp danh mới, rồi con lại chùa khác tu tập lại quy y có pháp danh mới, như vậy được không? Tất cả các chùa con quy y đều tu tập theo giới định tuệ, đều quy y Đức Phật Gotama. Con có một pháp danh tiếng Pali và ba pháp danh tiếng Việt. Như vậy con có phạm lỗi gì không? Xin sư chỉ dạy. Xin thưa là cái tên gọi chỉ là một tên gọi để định danh thôi. Sư không thắc mắc cái chuyện là người ta kêu quý vị bằng bao nhiêu cái tên, mà sư chỉ thắc mắc là quý vị quy y nhiều như vậy để làm cái gì. Khi mà quý vị quy y á, thì là mình quy y với Tam Bảo, chứ không phải là mình quy y với cá nhân một vị nào đó, hay là quy y với một ngôi chùa nào đó. Cho nên là cái chuyện mà quý vị quy y gọi là tứ xứ là không cần thiết.